Kính thưa quý vị, Bắc Hàn phản đối chuyến công du Á Châu của Tổng thống Obama, tin từ Bình Nhưỡng. Hôm nay, Bắc Hàn đã lên tiếng phản đối chuyến công du Á Châu của Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Obama sẽ viếng thăm Nhật và Nam Hàn vào cuối tuần này, và Bắc Hàn là một trong những vấn đề thảo luận giữa Tổng thống Obama với các nhà lãnh đạo Nhật và Nam Hàn. Một xứ ngôn viên đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn nói rằng, chuyến viếng thăm của Obama nhằm mở rộng chiến lược Á Châu-Thái Bình Dương là một hành động phản động nguy hiểm, làm leo thang sự đối đầu và chạy đua nguyên tử trong vùng vốn đang bất ổn. Hành động của Hoa Kỳ sẽ làm thất bại hội nghị 6 nước nhằm phi nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên. Trong tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng các cuộc thảo luận về vấn đề nguyên tử Bắc Hàn giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng rất tích cực sau khi Bắc Hàn tuyên bố sẽ thử bom nguyên tử theo một phương cách mới. Đàm phán 6 nước gồm Nam Hàn, Bắc Hàn, Hoa Kỳ, Nga, Nhật và Trung Cộng nhằm giải quyết vấn đề nguyên tử Bắc Hàn đã bế tắc từ năm 2008.